trước tiên mình sẽ nhảy thủ dẫn trước nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, bây giờ thì phần neck break mình sẽ chia thành hai phần. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn nửa phần đầu nhé. Động tác đầu tiên, các bạn mở rộng chân như này, thấp chân xuống, hai tay chống vào đây, bắt đầu uốn, xoay cho mình 3 vòng đầu và có trái này. Vòng đầu tiên sẽ chậm, chậm, nhanh, nhanh, được chưa? Sau đó này, nhấc chân phải lên, đặt chéo vào bên này, đồng thời nhá, tay trái thì thẳng, tay phải mình xoay hai vòng trên đầu này, nhấc, xoay, xoay. Khi đặt chân xuống thì đánh tay phải. Ok, lại này. Nhấc chân, xoay, xoay, đánh tay phải. Đồng thời khi đánh tay phải đồng thời sẽ nhún xuống. Sau đó rút tay phải lên thì rút thêm cho mình cái hông phải. Được chưa? Sau đó này, xuống hông và tay hai lần. Tiếp theo, mở hai tay xuống ngực, nhún xuống như thế này. Ok chưa? Sau đó thì lên thẳng, bật xuống, lưng sẽ cong như thế này, sau đó mình ngồi chân phải ra và ra. Tiếp theo, tay trái như này, chân đứng lên, tay phải vung hai vòng, đồng thời hông người sẽ đưa lên này, xuống này, lên này, xuống hai lần. Tiếp theo xoay về phía bên trái. Chân như thế nhá, tay phải đặt ở đây, tay trái thì đặt ở hông mình. Sau đó này, đẩy hông trái lên hai lần, tiếp theo đổ người đi ngược nhá, ngược lên này, sau đó rơi xuống, thì người thu cái chân sau về cho mình nhé như này, đổ này, thu. Tiếp theo mở chân trái ra, tay chỉ, nâng như này, sau đó về thẳng. Tiếp theo gập cổ tay xuống, đồng thời người những cái đầu gối xuống mình, theo móng tay lên, tập tập nắm vào như này, mọi người sẽ đứng thẳng, thử lại nhé. Lưng sau về xuống này, lên mở tay nắm và nắm. Ok chưa? Đó là đoạn đầu tiên của quân đen. Bây giờ mình sẽ bàn với các bạn nhé.
bật nhảy chân trái thì đổ trụ chân trái, sau đó đổ trụ chân phải, bật nhảy. Rồi bây giờ thêm sóng thì sẽ như sau: khi đổ trụ qua chân trái thì đổ người tiếp theo bằng lên, đổ ra sau như sau, và sau đó thì bật lên. Thank you.